chicken leg. Oh, chicken legs, okay. And this one? Duck egg. One duck egg. No, not duck egg. It's a baby duck egg. Ấy trường môn bôi mắn trường môn bôi mắn bôi mắn anh đang sọc khám ai đây ta em mặt dù mà bình thái em chạm ăn như môi mắt chạm ăn phi bấy mà anh đang dùng xe nhà cô này bê kia là bê à bắt đầu sắc thăm mới 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 chút hoa mắng ăn buồn em mất vậy con sấy ra tét đấy rồi nó okay. Miền tây chưa lúa này miền này miền tây chưa lúa cả ok mà xả mới luôn rau mì really tasteful okay, let me try this dip with black pepper and lemon juice. Oh, it's going to be nice. Very good. Tasty. Okay. Okay, tôi được phóng lái mà lái máu nữa. Tôi phóng sau khi mà ngay trước đây là không phải chạy không. Em đang xây kia nữa. Nên cái hai bộ môn ăn. Cô đặt bộ môn trong tiếp em. Dạ. Oh, really good. This is grilled egg. This is one of the popular place where young people come to eat, especially students. Now the three of them, they order some very nice food. Oh, this is a sauce, very hot sauce. Mình thay anh con quay tiếp đó.
Khoan nó sót buôn gọp chết rồi. Thịt kia. Eaten with pickle. Nam ấy luôn nôm trường chúng này. Nôm trứng đúng không? Một cái lá dưới đấy. Rồi bọn anh khơi ta mơ ta khơi nhỉ. Dạ, một bên được ra được chứ. Tôi sẽ đất mới mấy. Cha thất mình mấy. Nâng từng ơ.